Kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Dự kiến tại phiên họp này sẽ có nhiều nội dung quan trọng như xem xét các báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách thực hiện thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115 về cơ chế chính sách tài chính ngân hàng đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam, giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí dự án BOT. Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, Ban quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo thành phố đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống nhân ái nghĩa tình của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh thiên tai. Tiến tới chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Trong nhiều năm qua, các cái chương trình của Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cấp cũng đã cùng với thành phố để chăm lo tốt cho người nghèo và cái tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng giảm xuống và có các cái điều kiện để nâng cái mức thu nhập cũng như ổn định được đời sống. Chính vì vậy, chương trình giảm nghèo của thành phố luôn luôn được sự đồng hành của các doanh nghiệp và các mạnh thường quân cũng như người dân thành phố. Trong tháng cao điểm, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố phấn đấu vận động quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống mặt trận các cấp của thành phố vận động đạt được trên 125 tỷ đồng theo chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2022. Ngay tại lễ phát động, các doanh nghiệp đã tiến hành đóng góp hơn 12 tỷ đồng, chung tay cùng chính quyền các cấp chăm lo cho người nghèo. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ hàng tháng từ 500.000 đến 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi vì Covid-19, hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng tượng trưng phương tiện sinh kế cho 25 hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Em nhận chiếc xe này để nuôi gia đình, em vui mừng và cảm ơn chính quyền thành phố. Có chiếc xe thì dòm cái hàng quán em nó khang trang hơn và có thể là thu hút khách hơn. Thông qua các hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo, hệ thống mặt trận các cấp của thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường được thực hiện với mong muốn cải thiện cơ sở hạ tầng, giúp các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe cá nhân và bảo vệ môi trường. Món quà ý nghĩa này đã đến với các em học sinh trường tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Dự án do Quỹ vì sự nghiệp giáo dục trẻ em SAI tài trợ và do tổ chức Xanh Yêu Thương thực hiện. Công trình nhà vệ sinh học đường được triển khai xây dựng hơn 4 tháng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, bao gồm khu vực vệ sinh nam, nữ với 3 phòng riêng biệt, khu vực rửa tay, khu vực giàn hoa và sân chơi cùng với một máy lọc nước RO uống trực tiếp. Thưa quý vị khán giả, trường tiểu học Việt Lâm thuộc xã Thanh Vĩnh Đông là xã xa nhất của huyện Châu Thành, tỉnh Long An, được biết đến là một điểm sáng vượt khó trong công tác dạy và học. Ngày hôm nay, thầy và trò của trường tiểu học Việt Lâm được đón nhận một niềm vui và có thể thấy các em học sinh đang rất là háo hức. Chào con có thể chia sẻ với cô cảm xúc của mình ngày hôm nay khi được nhận nguồn nước sạch nè, cũng như là nhà vệ sinh học đường. Con thấy như thế nào? Con thấy hôm nay rất vui. Thế thì khi mà mình đã có sự quan tâm như vậy thì con sẽ cố gắng như thế nào trong công việc học tập nào? Học giỏi và học ngoan. Trường tiểu học Việt Lâm được thành lập năm 1980, được chia làm hai điểm trường. Riêng điểm trường tại xã Thanh Vĩnh Đông có hơn 250 học sinh.
Tuy là ngôi trường vùng sâu, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nhưng nhà trường luôn gặt hái những thành tích tốt trong dạy và học. Cái công trình ở đây nói chung là đây là một điểm thứ hai mà đã được xây dựng từ năm 95 đến nay. Toàn bộ các cơ sở chất là đã xuống cấp trầm trọng. Công trình nhà vệ sinh học đường thì sẽ giúp cho các em thật là thoải mái, rồi tự tin trong cái sinh hoạt hàng ngày khi các em đến trường. Đây là dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường lần thứ 19 được Xanh Yêu Thương đơn vị đứng ra thực hiện do Quỹ vì sự nghiệp giáo dục trẻ em Việt Nam tài trợ cho Xanh Yêu Thương. Với mong muốn mang đến cho các con một môi trường xanh sạch đẹp, có sức khỏe để tiếp tục học tập và phát triển tốt trong công việc giáo dục của nhà trường cùng với lại xã hội cho các con. Ngoài việc trao tặng, các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành để cùng với nhà trường duy trì dự án, tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh yên tâm học tập. Liên quan đến những thông tin không tích cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB trên mạng xã hội những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về hoạt động của Ngân hàng SCB. Tại buổi họp báo, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB khẳng định công ty An Đông, doanh nghiệp liên quan đến những sai phạm trong việc phát hành mua bán trái phiếu với bà Trương Mỹ Lan vừa bị khởi tố, không phải cổ đông của SCB. Đồng thời, bà Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại ngân hàng này. Do đó, vụ việc trên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Ngân hàng Sài Gòn cam kết có đầy đủ giải pháp nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như của đối tác. Chúng tôi đã tăng cường cái lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả các cái điểm giao dịch để đáp ứng cái nhu cầu thanh toán và rút tiền chính đáng của người dân. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để mà đảm bảo các cái nhu cầu thanh toán liên ngân hàng. Về cái phương án thì do cái lượng khách hàng đến rất là đông và có nhiều khách hàng rút những cái số tiền lớn mà không báo trước. Do đó thì chúng tôi cũng phải tăng cường nhân sự để phân luồng khách hàng, để sắp xếp cho nó trật tự. Còn về phía Ngân hàng Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ rất là sát sao đối với Ngân hàng SCB. Mọi cái diễn biến, mọi cái số liệu liên quan đến hoạt động của SCB thì Ngân hàng Nhà nước đều nắm rất sát và chúng tôi làm việc thường xuyên liên tục, báo cáo thường xuyên liên tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cái bộ ngành có liên quan để đảm bảo cái sự hoạt động ổn định, an toàn của Ngân hàng Sài Gòn. Và chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi đã kiểm soát tình hình và khẳng định thanh khoản của ngân hàng đang được giữ ổn định. Ngân hàng đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền đúng theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng SCB hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Tiền gửi là tài sản của người dân, là được đảm bảo đầy đủ. Do vậy, chúng tôi đề nghị là người dân không hoang mang để dẫn tới câu việc là phải rút trước hạn khoản tiền gửi của mình, làm ảnh hưởng tới quyền lợi về tài sản của mình. Cái thứ hai là các ngân hàng cạnh tranh thì chúng tôi đã có chỉ đạo là việc cạnh tranh là sòng phẳng, là theo các cơ chế thị trường, chứ không được cạnh tranh thiếu bình đẳng. Do vậy các hành vi mà cạnh tranh mà không đúng quy định thì chúng tôi cũng có cảnh báo, cũng có nhắc nhở các ngân hàng thương mại có liên quan. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, SCB có hơn 4.100 cổ đông, gồm 7 cổ đông nước ngoài sở hữu 27,9%, 11 cổ đông tổ chức trong nước giữ 15,7% và cá nhân trong nước còn lại nắm hơn 56,11% vốn điều lệ.
Báo Người Lao Động sáng nay cũng có bài viết về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Cụ thể, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không nên hoang mang đi rút tiền trước hạn sẽ ảnh hưởng quyền lợi của mình, vì nếu rút trước sẽ nhận lãi không kỳ hạn rất thấp, chỉ 0,2-1% một năm, trong khi gửi có kỳ hạn thì từ 7%-8% một năm. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, trong mấy ngày qua, có những thông tin không tích cực về SCB trên mạng xã hội. Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời thông tin trên website của Ngân hàng Nhà nước để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp chính sách theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng này. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin thêm liên quan đến việc một số khách hàng nhầm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank với SCB. Ngày 8 tháng 10, Sacombank đã phát đi thông tin nêu rõ tên đầy đủ của ngân hàng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín, viết tắt là Sacombank, mã cổ phiếu STB. Sacombank khẳng định Sacombank và SCB là hai ngân hàng khác nhau nhằm tránh gây nhầm lẫn với khách hàng, nhà đầu tư và đối tác. Không chỉ có người gửi tiền mà tâm lý các nhà đầu tư cũng bị tác động khi một số cá nhân bị khởi tố những ngày qua về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng này, cộng với một số thông tin kém tích cực trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính khẳng định thị trường chứng khoán vẫn được đảm bảo vận hành bình thường, ổn định. Tới. Báo Tuổi Trẻ sáng nay cũng cập nhật thông tin nhiều người đã mua trái phiếu của các công ty có liên quan đến nhóm Vạn Thịnh Phát, công ty An Đông những ngày qua cũng rất lo lắng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trái phiếu là do một công ty có nhu cầu vay phát hành để vay tiền từ nhà đầu tư. Việc phát hành trái phiếu theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính, những công ty phát hành trái phiếu có nghĩa vụ trả tiền vào ngày đáo hạn cho các trái chủ, người mua trái phiếu. Khi chưa đáo hạn mà xảy ra sự cố thì phải căn cứ vào quy định của hợp đồng ký với tổ chức phát hành trái phiếu ở từng lần phát hành để xử lý. Khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm thì ngân hàng là nơi huy động tiền của dân để kinh doanh tiền tệ. Hoạt động này được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước. Tiền gửi của người dân là tài sản cá nhân và được đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp. Còn người mua trái phiếu thì người có trách nhiệm trả tiền đầu tư là công ty phát hành trái phiếu đã huy động tiền của người dân. Báo Nhân dân số ra sáng nay cũng đã đăng thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Đồng thời, Ủy ban cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả. Ủy ban sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan. Cảnh sát Ireland cho biết tính đến tối qua, số người thiệt mạng trong vụ nổ cây xăng ở hạt Donegal đã tăng lên thành 10 người. Công tác tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương. Trạm xăng ở hạt Donegal này không chỉ cung ứng xăng dầu mà còn bao gồm nhiều cửa hàng bên trong như siêu thị, bưu điện, tiệm cắt tóc, nên có rất đông người vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Hai tòa nhà chung cư hai tầng phía sau trạm cũng đã đổ sập, trong khi mặt tiền của một tòa nhà tương tự đã bị thổi bay. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ireland đã điều trực thăng gần đó tới hỗ trợ bộ phận cấp cứu, trong khi một nhóm chuyên gia cứu hộ từ Bắc Ireland, Vương quốc Anh cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tính đến tối qua, theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong vụ cháy xe buýt ở bang Maharashtra, Ấn Độ đã tăng lên 12 người. Theo truyền thông địa phương, vụ cháy xảy ra vào 5 giờ sáng hôm qua theo giờ Ấn Độ, sau khi xe buýt va chạm mạnh với một chiếc xe tải ở trên đường cao tốc thuộc thành phố Nashik, cách thủ phủ Mumbai 200 km về phía đông bắc. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hầu hết các hành khách vẫn còn đang ngủ. Ngoài 12 hành khách thiệt mạng, 43 người khác cũng bị phỏng nặng và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Giới chức bang Maharashtra cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được khẩn trương điều tra. Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến người thân của những nạn nhân xấu số và cho biết sẽ hỗ trợ hết mình những gia đình bị ảnh hưởng. Hàng năm, tai nạn giao thông đường bộ ở Ấn Độ cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Phần lớn nguyên nhân là do lái xe ẩu, đường xá xuống cấp và phương tiện đi lại cũ kỹ. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa, trong khi quân đội Mỹ Hàn tập trận chung, trong đó có sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan, chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, quân đội Triều Tiên ngày 8 tháng 10 tuyên bố đang theo dõi sát sao các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói với hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA rằng nước này đang theo dõi sát sao hoạt động của tàu USS Ronald Reagan, nhấn mạnh đây là một trò lừa đảo quân sự nhằm đáp trả phản ứng chính đáng của Triều Tiên trước các cuộc tập trận chung mang tính khiêu khích và đe dọa của Mỹ và Hàn Quốc. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này bày tỏ hy vọng các bên sẽ kiềm chế hành động của mình và tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại. Bà Mao Ninh cũng mô tả tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm. Mới đây, giới chức Italia đã ký nghị định mới về tiết kiệm năng lượng, đưa ra các giới hạn về nhiệt độ và thời gian cho việc sưởi ấm bằng khí đốt trong mùa đông để giúp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Theo đó, trong mùa đông tới, hệ thống sưởi của nhiều tòa nhà cả của nhà nước và tư nhân sẽ giảm từ 19 độ C xuống 18 độ C đối với doanh nghiệp và từ 20 độ C xuống 19 độ C đối với nhà dân. Thời gian bật hệ thống sưởi cũng bị giảm 1 giờ mỗi ngày. Trong trường hợp thời tiết đặc biệt lạnh, chính quyền các thành phố có thể cho phép khởi động hệ thống sưởi bằng khí đốt ngoài thời gian được nêu trong nghị định, miễn là giảm tổng thời gian sưởi ấm hàng ngày. Tuy nhiên, nghị định trên không áp dụng cho nơi thờ tự, khu nghỉ dưỡng sức khỏe, nhà trẻ, trường mẫu giáo, hồ bơi, phòng tắm hơi. Ngoài ra, cũng không áp dụng cho các tòa nhà sử dụng cho các hoạt động công nghiệp thủ công hay các tòa nhà được trang bị hệ thống sưởi chủ yếu sử dụng năng lượng tái tạo. Ước tính những hạn chế mới có thể cho phép Italia tiết kiệm tới 2,7 tỷ mét khối khí đốt trong mùa đông tới. Nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động trên toàn quốc, hôm qua chính phủ Canada đã công bố quy định mới về số giờ làm việc của các sinh viên quốc tế, cho phép nhóm lao động này làm việc nhiều giờ hơn so với hiện nay. Theo Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, từ ngày 15 tháng 11 đến hết năm sau, các sinh viên quốc tế đủ điều kiện sẽ được phép làm thêm trên 20 giờ một tuần trong thời gian đi học. Quy định này cũng sẽ được áp dụng cho những người nước ngoài nộp đơn xin giấy phép học tập kể từ ngày 7 tháng 10. Quy định này được áp dụng trong bối cảnh Canada đang thiếu trầm trọng nguồn lực lao động và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Số liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy, trong tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này chỉ còn 5,2% so với mức 5,4% trong tháng trước đó. Canada hiện là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới của sinh viên quốc tế. Nghiên cứu cho thấy, các sinh viên quốc tế sau khi được cấp quy chế thường trú nhân ở nước này thường có xu hướng hòa nhập nhanh vào cộng đồng cũng như thị trường lao động do đã có nhiều kinh nghiệm làm việc và học tập trước đó. Chính phủ Canada coi các sinh viên quốc tế là một trong những nguồn lực bổ sung lao động quan trọng và là nguồn thường trú nhân chính trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Sau đây là chuyên mục sách hay cuối tuần. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành với chủ đề sách và chuyển đổi số đang diễn ra tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, bộ sách điện tử tổng hợp Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã được giới thiệu đến bạn đọc. Đây được xem như một sản phẩm tiêu biểu của việc xuất bản số trong thời kỳ hiện đại. Bộ sách điện tử tổng hợp Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình với 90 tập là kho tư liệu lịch sử được biên soạn một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt về cả một quá trình lịch sử từ khi cách mạng tháng 8 thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Được xuất bản cái điện tử ở dưới cái hình thức là đa phương tiện, vừa có video clip, âm thanh, hình ảnh, và chúng tôi cũng rất là mong muốn chúng tôi sẽ làm thế nào để chúng tôi trích thành những cái vấn đề nhỏ, những cái vấn đề mà bạn đọc quan tâm để bạn đọc có thể tra cứu một cách dễ dàng theo chủ đề quan tâm. Cái việc xuất bản cái bộ sách điện tử này cũng là đáp ứng với cái xu thế của xuất bản hiện đại. Bên cạnh cái việc xuất bản sách giấy, mục đích cũng là nhằm tới là làm thế nào để tuyên truyền và phổ biến rộng hơn với cái đối tượng bạn đọc nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn, và nhất là đối tượng và hướng tới là cái đối tượng bạn đọc trẻ. Bộ sách còn được xem như một giáo cụ trực quan với nhiều hình ảnh, video clip, thực sự là tài liệu tham khảo quý báu, hữu ích không chỉ đối với công chúng mà còn rất hiệu quả nếu đưa vào các cấp học trong ngành giáo dục. Là ở cấp nào đi chăng nữa thì giáo dục lịch sử đều rất cần thiết. Ở bậc tiểu học là những cái thước phim cho các em xem phim thôi, và các cô nói thêm về ý nghĩa, giá trị của cái bộ phim của chúng ta. Thế còn lên đến bậc trung học cơ sở
thì biến nó thành một cái sách điện tử để cho các em tham khảo thêm. Vì bây giờ cái thiết kế chương trình giáo dục mới này đào tạo toàn bộ cái gọi là chương trình lịch sử đại cương ở bậc trung học cơ sở rồi, và lên đến trung học phổ thông thì sẽ có những cái nghiên cứu chuyên sâu, thì chúng ta sẽ phải thiết kế một cái bài giảng nó sẽ khác đi một tí nữa, nâng cao hơn theo các cái chuyên đề của giáo dục phổ thông. Và tôi nghĩ là đây là điều vô cùng cần thiết, thay vì là chỉ có một bộ sách giáo khoa, chúng ta cung cấp thêm một cái nhìn đa chiều. Dịp này, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã khai trương gian hàng tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh các kênh tiếp cận đến với bạn đọc về các ấn phẩm đặc thù trong lĩnh vực lý luận chính trị và pháp luật. Đây cũng là cơ sở để phát triển văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập tại thành phố mang tên Bác. Những cái quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì phải được đến với bạn đọc một cách nhanh nhất, và đồng thời cũng nhận được những cái ý kiến của bạn đọc để chúng tôi điều chỉnh cái ấn phẩm của mình phù hợp với cái mong muốn của bạn đọc, là những cái gì mà họ cần và cách thể hiện làm sao có thể là hấp dẫn, lôi cuốn mọi người đến với sách lý luận chính trị. Và chúng tôi muốn rằng là ở cái không gian mà có thể nói mang đậm cái nét văn hóa này, mà làm một cái điểm đến của khách du lịch Hồ Chí Minh, thì sẽ những cái ấn phẩm mà tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng Bí thư và của những lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ gần gũi với mọi người hơn nữa. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư Đường cao tốc Việt Nam VEC liên quan việc phối hợp hỗ trợ về thực hiện thu phí tự động không dừng ETC trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi đưa hệ thống thu phí tự động không dừng ETC vào hoạt động, tình hình giao thông tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại các trạm thu phí Long Phước, trạm ra quốc lộ 51 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51 và trạm vào cao tốc từ hướng quốc lộ 51 về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe qua trạm lớn dẫn đến ùn tắc thường xuyên. Do đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư rà soát phương án tổ chức giao thông, sớm triển khai đầy đủ làn thu phí ETC để giảm ùn tắc. Theo thiết kế, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có tổng cộng 41 làn thu phí. Từ cuối tháng 7 năm nay, tuyến cao tốc này đã đưa vào hoạt động 25 làn ETC và từ 1 tháng 8 thực hiện 100% thu phí tự động không dừng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo chuyên đề Khoa học dữ liệu, nền tảng phát triển thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh. Năm 2022, thành phố Thủ Đức đã xác định một trong các nhiệm vụ quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch là thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, việc chuyển đổi số cho thấy dữ liệu nếu để riêng lẻ thì chỉ là dữ liệu thô, rất ít giá trị. Nếu được tổng hợp với dung lượng đủ lớn, được phân loại sắp xếp và được soi chiếu dưới góc nhìn của khoa học dữ liệu thì sẽ mang đến những công dụng rất hữu ích cho các tổ chức cá nhân khi cần ra quyết định. Vì vậy, hội thảo được tổ chức thu hút sự quan tâm chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà quản lý, các diễn giả là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, từ các tổ chức và các doanh nghiệp về tầm nhìn, chiến lược, phân tích định lượng và tập trung phát triển ngành khoa học dữ liệu để tăng tính chính xác trong các quyết sách phát triển kinh tế xã hội. Đây chính là chìa khóa cho kinh tế số trở nên hữu ích và là cơ sở để xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức trở thành đô thị thông minh. Cuộc thi chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao và Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là giải pháp hiệu quả để tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, các dự án mang tính đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua 5 lần tổ chức với hàng trăm dự án đăng ký tham gia, đến nay ban tổ chức cuộc thi đã hỗ trợ ươm tạo và kêu gọi vốn đầu tư cho 13 dự án với tổng số tiền đầu tư hơn 12,8 tỷ đồng. Vừa qua vòng sơ tuyển và bán kết, đã có 10 dự án vào vòng chung kết, nổi bật như dự án mứt từ vỏ cacao Trăm Cóp, Berukui rượu vang củ dền đỏ, Mantra Cambodia thức uống lành cho người Việt sống xanh, hộp trong nấm điện tử tự động không tốn công, tiết kiệm thời gian, giải pháp xử lý rác thải hữu cơ gia đình và nhà hàng. Ngành nông nghiệp bắt buộc phải bước vào thời kỳ chuyển đổi số để đưa nông sản cũng là đưa những giá trị của cái sản phẩm nông nghiệp để tiếp cận với thị trường trong nước cũng như thế giới. Trong 5 tháng chúng tôi chọn ra được 10 cái dự án, thì đây dự án có rất triển vọng rất lớn và đã được ứng dụng ra thị trường và có tính lan tỏa ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành. Thì như vậy đây là sản phẩm có thể rằng
là bước đầu để thăm dò, để đưa ra thị trường ngày càng rộng hơn và có tính lan tỏa lớn hơn. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho dự án giải pháp đổi màu và bảo quản hoa công nghệ xanh cho ngành hoa tươi của công ty Bambi Hanna với tổng trị giá 200 triệu đồng. Giải pháp này được thực hiện với mục đích nâng cao giá trị của những loại hoa màu trắng vốn dễ trồng và có giá thành thấp trên thị trường hiện nay. Thế giới họ đã làm chuyện này rất là lâu rồi và họ bán sang Việt Nam giá là cao và nhận thấy rằng thị trường Việt Nam chưa có sản phẩm nào hết. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu ra một sản phẩm dùng cho thị trường tại Việt Nam. Mặc dù công ty thành lập mới có 8 tháng và tiến hành kinh doanh chính thức 4 tháng, nhưng mà doanh số chúng tôi hiện tại tăng gấp 3 lần cho mỗi tháng. Để chuyển đổi số trong sản phẩm này, dự án này nó có hai việc. Thứ nhất là về thương mại điện tử. Cái thứ hai là chúng tôi dùng những công cụ liên quan tới thiết bị điện tử để sản xuất ra thiết bị xử lý nước, xử lý màu. Ngoài ra, các dự án đạt giải năm nay sẽ được xem xét lựa chọn tham gia chương trình ươm tạo doanh nghiệp tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao và tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hỗ trợ lên đến 2 tỷ đồng một dự án. Google vừa phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ thuộc lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC tổ chức chương trình Google for Startup đào tạo chuyên sâu cho 50 doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam, trong đó có 25 công ty khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành khóa đào tạo. Trong quá trình đào tạo, các công ty khởi nghiệp được tham dự những phiên cố vấn của hơn 20 cố vấn kỳ cựu trong và ngoài nước và thảo luận tập thể giúp các nhà khởi nghiệp phát triển kỹ năng lãnh đạo, phương thức kinh doanh tối ưu, kỹ năng quản lý sản phẩm, kiến thức công nghệ thực tế và kỹ năng tiếp thị. Google for Startup đã tạo ra nhiều cơ hội giúp các công ty khởi nghiệp tiếp cận được nguồn vốn và sự hỗ trợ chiến lược thông qua mạng lưới các chuyên gia tư vấn đến từ các quỹ đầu tư có thể giúp gọi vốn hoặc đưa ra các lời khuyên thực tế trong việc vận hành doanh nghiệp. Khóa đào tạo Google for Startup với tên gọi Startup Academy Việt Nam đầu tiên bao gồm hai trung tâm đào tạo tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho 50 công ty khởi nghiệp. Đến tháng 12 năm 2022, chương trình sẽ lựa chọn 10 công ty khởi nghiệp xuất sắc nhất tham dự sự kiện Demo Day. Đây là cơ hội để các công ty quảng bá mô hình kinh doanh và gọi vốn từ cộng đồng nhà đầu tư. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào, tạm biệt.